Thưa quý vị và các bạn, bị bệnh huyết áp cao nhưng do không có điều kiện khám chữa trị thường xuyên nên dẫn đến bị xuất huyết não, không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do người thân chăm sóc, kinh tế của gia đình lại rất khó khăn. Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Hờ Tai Hờ Mốc ở Buôn Khít A, xã E Bờ Hốc, huyện Chư Quynh, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ. Bà Tai Hờ Mốc ở Buôn Khít A, Xê Bờ Hốc, huyện Chư Quynh từng là lao động chính trong gia đình. Thế nhưng năm 2020 bà bị tai biến, từ đó đến nay không tự đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến người khác. Chồng bà là ông Y Yên Nghê tuổi đã lớn, lại phải thường xuyên ở nhà chăm sóc bà nên kinh tế gia đình vốn đã khó, nay lại càng khó hơn. Có khi có tiền, có khi con gửi ít 2-3 triệu đồng, làm mướn làm thuê cho người ta gửi cho mẹ mua thuốc, cứ như vậy là không có liên tục. Bác sĩ nói cái bệnh tình này thì thế nào? Bên này như là bị tai biến mạch bất não do là huyết áp cao, là như vậy, nó bị như vậy là hôn mê cả tuần rồi đó, may là sống như vậy. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Hờ Tai Hờ Mốc, những năm qua chính quyền địa phương cũng như hội chữ thập đỏ xã thường xuyên có những phần quà và giới thiệu các đoàn từ thiện đến tặng quà, động viên nhằm giúp đỡ gia đình bà sớm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mong muốn là cái mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm ấy, là giúp đỡ gia đình bà, là quan tâm đến gia đình bà là nhiều hơn, để hỗ trợ cho gia đình bà như là có điều kiện. Ai mà mạnh thường quân ấy, là quan tâm đến gia đình bà có nhiều về tấm lòng vàng của mình ấy. Là nhiều hơn để bà có được mua thuốc, mua gạo ăn, mua các đủ cái điều kiện để mà chữa bệnh cho bà. Hiện bệnh của bà Hờ Tai Hờ Mốc ngày một nặng thêm nhưng gia đình không có tiền để đưa bà đi chữa trị. Qua đây mong rằng gia đình bà Hờ Tai Hờ Mốc sẽ nhận được sự quan tâm chia sẻ của quý vị thính giả, các nhà hảo tâm giúp gia đình có thêm động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ Bà Hờ Tai Hờ Mốc, Buôn Khít A, Xã Bờ Hốc, huyện Chư Quynh hoặc một địa chỉ trên những tấm lòng vàng nơi tiếp nhận Phòng Tài chính Dịch vụ Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk số 1 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, điện thoại 02623 850962 và 02623 810375. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau. Bé Hà My, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Buôn Ma Thuột ủng hộ 9 trường hợp là ông Hồ Danh, thị trấn Buôn Chấp, huyện Romana, bà Triệu Thị Kỷ, thôn Hàm Long, xã Xuân Phú, huyện Eka, anh Y Nơi, Buôn Cờ Bu, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, bà Nguyễn Thị Phúc, thôn Quyết Thắng, xã Chư Mờ Ta, huyện Mà Rắc, bà Phạm Thị Bích, thị trấn E Bốc, huyện Chư Mờ Ga, cháu Bùi Vũ Tuệ Lâm, thôn 2, xã Xuân Phú, huyện Eka, ông Lê Lai, thôn Giang Thịnh, xã Tam Giang, huyện Rông Năng, chị Trần Thị Hạnh, thôn E-T, xã Rông Dinh, huyện Mà Rắc, bà Hờ Nghêu Nê, Buôn Róc, xã Hờ Đinh, huyện Chư Mờ Ga, mỗi gia đình 100.000 đồng. Ủng hộ ông Lăng Văn Quân, thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Rông Năng có, một khán giả đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột 100.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàn Mặc Tử, thành phố Buôn Ma Thuột 200.000 đồng. Gia đình cô Thanh Hiền, 111 Ngô Quyền, phường Tân Lợi 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, thành phố Buôn Ma Thuột 300.000 đồng. Anh chị Lệ Phương, xã E Tu, thành phố Buôn Ma Thuột 200.000 đồng. Chị Trịnh Thị Như Hằng, thôn 9, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, thành phố Buôn Ma Thuột 300.000 đồng. Hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, thành phố Buôn Ma Thuột 200.000 đồng. Hai em Cẩm Tú Phương Nam, thành phố Hồ Chí Minh 200.000 đồng. Em Hồ Thị Thu Thảo, thành phố Buôn Ma Thuột 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở thị xã Buôn Hồ 300.000 đồng. Khu du lịch Cô Tam, thành phố Buôn Ma Thuột 500.000 đồng. Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.